Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm A. Giờ đây mời anh chị em chúng ta đứng để lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadukeo câm miệng thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ thử hỏi người: thưa thầy trong lề luật giới răn nào trọng nhất chúa giêsu phán cùng người ấy rằng người hãy yêu mến chúa là thiên chúa ngươi hết lòng hết linh hồn và hết trí khôn ngươi đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là người hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi Toàn thể lề luật và sách tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Anh chị em thân mến, cứ mỗi một ngày Chúa Nhật thường chúng ta quy tụ nhau trong nhà thờ và trước thánh lễ chúng ta thường đọc Kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời. Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn. Và kết thúc là mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chờ. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Thưa anh chị em, có lẽ anh chị em, mỗi một người chúng ta đều thuộc câu này, đều thuộc kinh này. Vâng, đây là lời kinh của tin mừng mà Chúa Giêsu đã trả lời cho những người biệt phải. Thưa Thầy, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu đã cho biết giới răn trọng nhất là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người như mình ta vậy. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thưa anh chị em. Đây là một yêu cầu của tin mừng. Thế nhưng giữa tôi với Thiên Chúa có mối tương quan gì để yêu mến Ngài trên hết mọi sự? Phải không anh chị em? Thắc mắc đó có thể tìm thấy câu trả lời dựa theo tư duy của con người chúng ta chỉ có thể yêu những gì thuộc về chúng ta một cách tương tự thiên chúa yêu chúng ta bởi chúng ta thuộc về ngài có nghĩa là giữa chúng ta với thiên chúa có mối tương quan thật đặc biệt thật thân thuộc và từ loại suy đó chúng ta có thể khẳng định thiên chúa yêu tôi bởi tôi thuộc về ngài chính ngài tạo dựng nên tôi ngài là cha của tôi thế nhưng chúng ta sẽ hỏi làm sao tôi nhận ra thiên chúa là cha của tôi để tôi yêu thương anh chị em thân mến sự nhận biết thiên chúa là cha không là một nhận biết dựa theo cảm tính của con người dựa theo những trí nhận thức bình thường của con người. Nhưng đây là một hành vi đức tin thưa anh chị em. Thật vậy yêu mến Chúa trên hết. Mọi sự là kết quả của một cuộc gặp gỡ với đấng được gọi là tình yêu. Để qua cuộc gặp gỡ này, lời tuyên xưng tôi tin. Một lời tuyên xưng như là lời đáp trả trước cảm nghiệm về tình yêu bao la mà Thiên Chúa ban tặng cho con người nói chung và từng cá nhân chúng ta nói riêng. Vâng, tôi tin, thưa anh chị em, tôi tin vì chính tôi đã gặp gỡ với đấng đã yêu thương. Một tình yêu không thể so sánh được với bất cứ một cuộc gặp gỡ nào trong trần thế này. Một đấng thật gần gũi với tôi trong cuộc sống. Đấng đó không chỉ chia sẻ cuộc sống này với tôi Nhưng còn mang lại cho tôi một cuộc sống mới Tràn đầy niềm vui Và ngập tràn hạnh phúc Để đạt tới sự vĩnh hằng. Để qua cuộc gặp gỡ này Tôi hoán cải và tín thác vào tình yêu của đấng Mà tôi gặp gỡ Điều đó có nghĩa là Thưa anh chị em Qua việc gặp gỡ với đấng là tình yêu nảy sinh trong chúng ta một niềm hộ hân hoan khôn tả. Nó không bắt nguồn từ cảm xúc tự nhiên chóng qua, nhưng được rào dâng từ việc khám phá ra mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, một mối tương quan cha con. Việc khám phá này là con đường đi đến tình yêu và tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của người kết hợp sự hiểu biết, ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu. Như đã nói, thưa anh chị em, Đức tin mang hình ảnh của một cuộc hành trình, một lối đường phải trải qua, hướng đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. Đức Giáo Hoàng Phan Cô trong thông điệp Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin, đã nói Trong ánh sáng của đức tin Của sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa cứu độ Các giới răn có được chân lý sâu xa nhất của nó Được chứa đựng trong những lời dẫn nhập vào mười giới răn Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của người đấng đã đưa người ra khỏi Ai Cập Giới răn không phải là một bộ những mệnh lệnh Mang tính cấm đoán nhưng là những chỉ dẫn cụ thể để đề ra đưa chúng ta ra khỏi sa mạc khỏi cái tôi ích kỷ và đóng kín để đi vào cuộc đối thoại với thiên chúa được lòng thương xót của ngài ôm ấp để rồi trở nên chứng nhân của lòng thương xót đó như thế thưa anh chị em Đức tin tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa, nguồn gốc và cột trụ của mọi sự, để cho tình yêu ấy hướng dẫn đi tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, yêu người trên hết mọi sự. Vâng, lời giới luật, lối luật yêu Chúa trên hết mọi sự không là một mệnh lệnh, nhưng là một yêu cầu của Hồng Ân Đức tin. Vâng, thưa anh chị em, đó là một yêu cầu của đức tin kể đến yêu thương tha nhân như chính mình điều này cũng nằm trong phạm trù của đức tin có nghĩa là nhờ đức tin chúng ta khám phá ra niềm vui lớn lao mà chúa dành tặng cho chúng ta và cũng chính nhờ đức tin này chúng ta nhận ra rằng thiên chúa muốn hết mọi người trần thế được chia sẻ niềm vui cứu độ mà Đức Giêsu người con trí ái của người mang lại. Vì thế, yêu thương mọi người chính là thông truyền đức tin của chúng ta đến cho tha nhân để mọi người cũng nhận được niềm vui này, thưa anh chị em. Thật vậy, thông truyền đức tin là động thái muốn sẻ chia niềm hân hoan vì hồng ân đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh và qua hồng ân này, chúng ta gặp gỡ được nguồn tình yêu, gặp gỡ được đức Kitô, lời yêu thương của Thiên Chúa, đấng mà theo đức Giáo hoàng Benedicto diễn tả là một vị Thiên Chúa yêu thương đến nỗi quay lại chống đối chính mình, để biểu tỏ tình yêu lạ lùng đối với nhân loại khi người tự hiến mình trên thập giá nhằm nâng con người lên, đưa con người ra khỏi vũng lầy tội lỗi và sự chết và trao ban sự sống đời đời cho họ. Được yêu thương như thế, phải chăng là do chúng ta xứng đáng? Thưa không, anh chị em thân mến, ngàn lần không. Đây là một món quà nhưng không của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Vì vậy yêu thương tha nhân chính là chia sẻ với mọi người niềm vui to lớn mà chúng ta nhận được. Như người phụ nữ trong phúc âm Thánh Luca diễn tả khi tìm thấy đồng bạc bị đánh mất. Khi tìm được đồng bạc, bà liền mời bạn bè hàng xóm lại và nói Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đánh mất. Đó chính là hành động yêu thương vâng thưa anh chị em nếu chúng ta yêu mà không khơi dậy được tình yêu thì tình yêu của chúng ta sẽ vô hiệu thiên chúa không hiện diện ở những nơi tình yêu đã vô hiệu ở những nơi mà người ta không làm cách nào để được yêu bởi đó tình yêu dành cho thiên chúa còn phải được thể hiện nơi tha nhân như Thánh Gioan đã cả quyết, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em của mình. Và ngài còn đi xa hơn, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người đó là kẻ nói dối, thưa anh chị em. Chính Đức Kitô đã khẳng định hai chiều kích yêu thương của một giới luật duy nhất, bất khả phân ly. Tình yêu tha nhân không thể tách rời khỏi tình yêu Thiên Chúa. Thánh Doan đã diễn giải Ai không yêu thương người anh em Thì không thể yêu mến Thiên Chúa Như vậy yêu Thiên Chúa Yêu tha nhân Cũng chỉ là một tình yêu mà thôi Anh chị em ạ à. Vâng Tình yêu tha nhân không chỉ mang đặc tính nhân ái thường tình Trong cách đối nhân xử thể Nhưng đó còn mang tính cách tôn giáo Vì tình yêu này phát xuất từ khuôn mẫu tình yêu Thiên Chúa và bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và trở về cùng Thiên Chúa khi yêu mến tha nhân chính là yêu mến Thiên Chúa. Và do đó thưa anh chị em việc thể hiện tình yêu đối với tha nhân không chỉ dừng lại ở cảm tính thương xót nhất thời nhưng nó phải phát xuất từ một thái độ sống đức tình. Nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân Chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta về thái độ tôn giáo của hành vi yêu thương này. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Tình yêu dành cho tha nhân được khởi đầu không phải bởi nhịp đập của con tim nhịp đập đó được chi phối bởi cảm tính nhân loại nhưng là khởi đầu bằng chính tình yêu được hòa nhập vào trong chính tình yêu của Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa, tôi yêu người thân cận cả khi tôi không thích hoặc không biết người đó. Điều này chỉ trở nên khả thể tư cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa, một sự gặp gỡ trở thành hiệp thông ý muốn và thâm nhập vào trong tình cảm. Bây giờ tôi học cách nhìn người khác không phải chỉ bằng con mắt và tình cảm của riêng tôi, nhưng từ nhãn giới của Đức Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu đã trình bày như vậy đó anh chị em. Yêu như thế không là một chuyện đơn giản, nhưng cũng không thể không thực hiện được, bởi vì hành vi yêu thương tha nhân chính là hành vi đức tin chúng ta tin vào Chúa Kitô. Chính nơi Chúa Kitô chúng ta học được cách yêu thương tha nhân. Biến cố nhập thể cũng là biến cố của tiến trình yêu thương. Người đã kết nối và hòa nhập con người, đối tượng của tình yêu. Người đã trở nên giống phàm nhân và ở giữa con người. Người sống với con người, chia sẻ những vui buồn với con người, đi rao dạng tin mừng để cứu độ cho mọi người và làm cho mọi người nhận biết tình yêu vô biến của Thiên Chúa là cha. Người tự đồng hóa mình trở nên những nỗi bất hạnh của con người, đói khát, trần truồng, ốm đau, bệnh tật, liệt lào, tụ đại. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô đều có thể và phải yêu thương như Thầy Chí Thành. Chỉ có yêu thương như Thầy, chúng ta đang biểu lộ căn tính của mình Người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy ở điểm là các con yêu thương nhau. Và như vậy, người môn đệ của Chúa Kitô đang thực sự làm cho Chúa Kitô luôn luôn hiện diện trong thế giới. Vâng, mỗi ngày chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô luôn làm cho hiến lễ tình yêu hiện thực trong cuộc sống bằng tình yêu như thầy. Này là mình thầy bị nộp vì các con này là máu thầy đổ ra vì ca con. thưa anh chị em chúng ta là môn đề của Đức Kitô luôn được thúc đẩy yêu thương cũng có nghĩa là luôn được thúc đẩy nảy sinh những sáng kiến để thực thi yêu thương trong lĩnh vực của cuộc sống nhân Trần này những sáng kiến nhiều khi dám liều dám hóa điên hóa dại với mục đích làm cho con người khám phá ra niềm vui của tin mừng nhờ đó con người gặp được chính thiên chúa là cha tình yêu để hoán cải và để được cứu độ thưa anh chị em đây là giới răn trọng nhất giới răn yêu mến chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình amen